Xin chào tất cả các em. Ở video học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào tiết thứ 2 của bài số 3 luyện tập thành phần nguyên tử ở trong sách giáo khoa chương trình hóa học lớp 10 nhé. Video hôm trước thì chúng ta đã làm xong được 3 bài tập đầu tiên. Chúng ta còn các bài 4, bài 5 và bài 6. Bây giờ cô và các em sẽ bắt đầu với tập số 4. Căn cứ vào đâu mà ta biết chắc chắn rằng giữa nguyên tố hiđro có Z bằng 1 và nguyên tố urani Z bằng 92. Z này cũng chính là số lượng nguyên tử luôn đấy, đúng không ạ? Thì chỉ có 90 nguyên tố. Vậy thì như em đã biết là cái số hiệu tức là cái ô ở trong bảng tuần hoàn đấy, thì nó chỉ là các cái số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1 thôi. Như vậy giữa số 1 và số 92 thì chỉ có 90 số, đó là từ số 2 cho đến số 90. Từ số 2 cho đến số 91 là có 90 số, đúng không ạ? Như vậy thì nó sẽ ứng với là 90 nguyên tố học. Đấy, vậy bài số 4 chúng ta sẽ có như sau. Bài số 4 này, tức là nguyên tố hiđro, em sẽ trả lời như sau. Cái nguyên tố hiđro có Z bằng 1 thì suy ra cái số hiệu của ô trong bảng tuần hoàn của hiđro là 1. Còn cái tố nguyên tố urani, thì ký hiệu là chữ U, có Z bằng 92. Vậy suy ra số hiệu ô trong bảng tuần hoàn, của urani chính là 92. Mà các ô trong bảng tuần hoàn là các số tự nhiên liên tiếp. Được đánh số là các số tự nhiên liên tiếp. Từ số 1. Nên suy ra giữa số 1 và số 92 còn có 90 số. Từ số mấy các em? Có 90 số. Từ số 2 cho đến số 91. Từ số 2 đến số 91 là có 90 số, thì nó sẽ ứng với 90 nguyên tố hóa học. Như vậy sẽ ứng với 90 nguyên tố hóa học. Đấy, như thế là chúng ta đã vừa trả lời xong được cái câu số 4. Cô và các em sẽ chuyển sang câu số 5. Câu số 4 này thì chủ yếu là cái lý thuyết thôi, không có tính toán gì ở đây cả. Bây giờ chúng ta sẽ có câu số 5 như sau. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô ở đây một chút để các em xem kỹ hơn cái bài số 4 nhé.
Bài số 5. Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi. Biết thể tích 1 mol canxi tinh thể bằng 25,87 cm³. Trong tinh thể các nguyên tử canxi chiếm 74% thể tích, còn lại là khe trống. Như vậy, Kem sẽ tìm cho cô. Trước tiên Kem sẽ tìm cho cô thể tích của 1 mol, thể tích thực của 1 mol canxi sẽ là thể tích thực. Canxi nó chỉ chiếm 75% thôi, còn lại là khe trống. Vậy Kem sẽ lấy cái này này, Kem nhân với 74%, thì đấy chính là ra thể tích thực của 1 mol canxi. Và 1 mol thì nó sẽ ứng với lại là 6,02 nhân với 10 mũ 23 nguyên tử, đúng không? Như vậy Kem sẽ lấy cái thể tích đấy, Kem chia cho 6,02 nhân với 10 mũ 23 thì sẽ tìm ra được thể tích của một nguyên tử. Mà các dạng nguyên tử, các cái nguyên tử thì nó có dạng hình cầu. Hình cầu thì chúng ta sẽ có cái công thức tính thể tích chính là bằng 4/3 nhân với pi R lập. Trong đó pi là 3,14, đúng không? Như vậy thì các em thay vào thì chúng ta sẽ tìm ra được cái bán kính gần đúng của cái nguyên tử canxi. Sau khi phân tích. Như vậy, sau khi phân tích xong thì chúng ta sẽ có như sau. Bài 5. Cô viết sang phía bên này để cho nó dễ viết. Thứ nhất, Kem tìm thể tích thực của 1 mol canxi. Như vậy thì 1 mol tinh thể canxi là 28,25,87. Nhưng mà thực tế thì canxi nó chỉ chiếm 75% thôi, còn lại là khe trống. Vậy muốn tìm thể tích thực thì Kem lấy 25,87 Kem nhân với 74%. Nhân 74%. Kết quả Kem tính ra 25,87 nhân 74% thì bằng 19,1438. 25,87 nhân 0,74, 19,1438. cm³. Đây là thể tích của 1 mol canxi. Mà 1 mol này thì nó ứng với lại 6,02 nhân 10 mũ 23 nguyên tử. Chúng ta đã học ở lớp 8 rồi, đúng không ạ? Cứ 1 mol thì có 6,02 nhân 10 mũ 23 nguyên tử. Như vậy thì ở đây các em sẽ suy ra là 6,02 nhân với 10 mũ 23 nguyên tử canxi thì có thể tích chính là gì? 19,1438 cm³. Đây là thể tích của 6,02 nhân 10 mũ 23 nguyên tử thì có thể tích như này. Vậy Kem sẽ suy ra được thể tích của một nguyên tử canxi sẽ là thể tích của một nguyên tử canxi. Kem lấy thể tích này Kem chia cho 6,02 nhân 10 mũ 23. 19,1438. Kem chia cho 6,02 nhân 10 mũ 23. Kem chỉ chia cho 6,02 thôi, lấy số đấy chia 6,02 thì bằng 3,18. Chia 10 mũ 23 thì Kem nhân với số đối, tức là nhân với 10 mũ 23. Vậy Kem chỉ lấy phần số này này, Kem chia 6,02 thôi, rồi Kem nhân với 10 mũ 23 vào. Vì chia 10 mũ 23, chia 10 mũ 23 tức là nhân với 10 mũ 23. Đây chính là thể tích của một nguyên tử canxi. Kem gọi bán kính của cái canxi là R thì ta sẽ có như sau. Gọi bán kính của cái nguyên tử canxi là R thì ta sẽ có thể tích chính bằng 4/3 nhân với pi nhân với R mũ 3. Đúng không ạ? Đây là thể tích. Như vậy muốn tìm R thì các em lấy V, các em nhân với 3 rồi chia cho 4 pi. Các em lấy căn bậc 3 ra. Như vậy sẽ bằng V ở đây 3,18 nhân với 10 mũ trừ 23 nhân với 3 chia cho 4, pi chính là 3,14.
Cái số pi này chính là số 3,14. Rồi các em lấy căn bậc 3 ra. Như vậy, đến đây các em hãy dùng máy tính nhé. Các em dùng máy tính và các em tính ra thì cái bán kính của nó sẽ bằng 1,9657 nhân 10 mũ trừ 8. Như vậy R sẽ bằng 1,9657 nhân 10 mũ trừ 8 cm khối. Như vậy đây chính là bán kính của một nguyên tử canxi bằng 1,9657 nhân 10 mũ trừ 8 cm khối. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được cái bài tập số 5. Tiếp theo cô và các em sẽ sang bài tập cuối cùng là bài tập số 6. Đến đây bạn nào cần thì hãy dừng video bài giảng của cô ở đây một chút nhé. Để các em có thể xem kỹ hơn thì các em có thể dừng lại để cô sang bài tập số 6. Bài tập số 6 như sau. Yêu cầu các em viết công thức của các loại phân tử đồng hai oxit. Biết rằng đồng và oxy có các cái đồng vị sau. Như vậy thì các em sẽ ghép cứ một đồng vị của đồng, các em sẽ ghép với một đồng vị của oxy. Như vậy đồng vị thứ nhất này, các em ghép lần lượt này với oxy thứ nhất này, ghép với oxy thứ hai này, ghép với oxy thứ ba. Sau đấy sang đến đồng vị thứ hai, các em ghép với oxy thứ nhất, ghép với oxy thứ hai và ghép với oxy thứ ba. Như vậy chúng ta sẽ được tất cả là 6 cái công thức, đúng không ạ? Cái câu bài 6 này thực ra là bài dễ nhất đây, đúng không? Như vậy bài 6 này, chúng ta có đồng vị thứ nhất, các em lấy cái đồng vị Cu2965 này, Cu2965. Các em sẽ ghép với cái oxy này. Như vậy ghép với O8-16. Sau khi ghép được cái đồng vị thứ nhất rồi, với cái oxy thứ nhất rồi, vẫn là cái đồng vị Cu2965. Các em ghép với oxy thứ hai 8-17. Tiếp tục cái Cu 2965. Các em ghép với oxy thứ ba là 8-18. Như vậy là chúng ta được ba cái công thức đầu tiên. Ba cái công thức đầu tiên này là ba cái công thức các em ghép cái đồng vị đầu tiên của Cu, ghép lần lượt với các cái đồng vị của oxy. Tiếp theo sang đến đồng vị thứ hai, Cu2963. Các em cũng ghép lần lượt với các cái đồng vị của oxy. Đồng vị thứ nhất O8-16. Tiếp theo Cu2963. Các em ghép với O8-17. Và cuối cùng Cu2963. Các em sẽ ghép với O8-18. Đấy, như vậy là chúng ta được tất cả là 6 công thức. Và như cô nói thì cái bài 6 này chính là bài dễ nhất. Đấy, các em lấy đồng vị của Cu, các em ghép lần lượt hết với ba đồng vị của cái oxy này rồi thì chúng ta sang lấy thằng cái đồng vị thứ hai của Cu, các em lại ghép lần lượt. Như vậy là chúng ta đã vừa viết xong được 6 cái công thức, và người ta chỉ yêu cầu các em viết công thức thôi, đúng không ạ? Trên đây là cô và các em đã vừa đi xong được, chúng ta đã vừa đi xong được một số các cái bài tập còn lại ở trong sách giáo khoa của bài toán 3, đó là phần luyện tập, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô. Để ủng hộ cho cô thì sau khi xem video bài giảng, các em hãy nhớ like video giảng, chia sẻ video cho các bạn các em cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì các em hãy nhấn nút đăng ký nhé. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video bài học tiếp theo.